Xin chào quý anh chị, quý bà con, cô bác cùng quay trở lại kênh YouTube VTV Land. Một sản phẩm này được rao bán trong ngày hôm nay là một căn nhà. Đây này quý anh chị, được xây dựng một trệt và một lầu, nhà mới ha. Thì pháp lý của căn nhà này là hai căn một sổ nha quý anh chị. Đây, căn bên này với lại căn em đang quay cho quý anh chị coi là hai căn chung một sổ. Với giá bán là 1,4 tỷ nha quý anh chị. Đây, đường trước nhà là 3,5 m, xe ba gác vào tận nơi nha quý anh chị. Đường bê tông cực kỳ đẹp luôn. Thì nhà mình đã được gia chủ sơn phết lại và đã trang bị cho mình những cái nội thất cơ bản. Đây, với diện tích là chiều ngang 4 m và chiều sâu vào 7 m nha quý anh chị. Đúc thật 100%, một trệt một lầu. Thì công năng sử dụng gồm phòng khách, phòng bếp cũng như là phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Đây, khu vực phía dưới em đang quay cho quý anh chị coi là khu vực của phòng khách này quý anh chị. Cũng đã được gia chủ trang bị cho mình một bộ ghế sofa. Và khu vực bếp đây cũng được gia chủ làm lại là tủ bếp cũng như kệ bếp, vòi lavabo. Đây là khu vực phòng tắm này quý anh chị, nhà vệ sinh khu vực dưới phòng trệt ha, cũng rất là mới và sạch sẽ. Thì tông chủ đạo của căn nhà là màu trắng nha quý anh chị. Tường cũng đã được ốp lát lên 1m2 rồi nên khá là sạch sẽ luôn. Quý anh chị và quý bà con cô bác mình mua chỉ việc về chỉ sử dụng thôi. Và đặc biệt căn nhà này có vị trí vô cùng đẹp nha quý anh chị. Từ vị trí căn nhà này quý anh chị và quý bà con cô bác mình có thể dễ dàng di chuyển sang bên Gò Vấp cũng như là cầu vượt ngã tư ga, chỉ khoảng 1 km thôi là quý anh chị đã sang đến khu vực quận Gò Vấp rồi. Đây, hai phòng ngủ nha quý anh chị. Đây là phòng ngủ đầu tiên này và đây là phòng ngủ thứ hai, có ban công đầy đủ quý anh chị. Đây, mở ra cho quý anh chị coi. Thì với một mức giá chỉ là 1,4 tỷ thôi thì còn bớt một tí lọc cho quý anh chị, quý con cô bác nào mà thiện chí muốn mua thì chủ nhà sẽ hỗ trợ bớt cho quý anh chị tí lọc. Này, không gian khu vực ban công thì mình có thể tận dụng để cái xào đồ ở đây, mình phơi đồ ha quý anh chị. Khu dân cư khá là cao cấp, đã xây một trệt hai lầu ba lầu đầy đủ ha. Đây là con đường trước nhà của mình, ban công, phòng ngủ đúc thật 100%, nhà mới, hai căn chung một sổ nên quý anh chị yên tâm về mặt pháp lý. Khu dân cư hiện hữu không tranh chấp, không quy hoạch cho quý anh chị nha. Chủ nhà sẽ bao hết hồ sơ cho mình. Đây, khu vực cầu thang này quý anh chị, nhà rất là kiên cố và chắc chắn, nhà mới 100%. Với một cái túi tiền của quý anh chị bỏ ra 1,4 tỷ để sở hữu nhà với pháp lý chuẩn hai căn chung một sổ thì ở khu vực Thành Lộc và Thành Xuân cũng như quận 12 thì rất là hiếm có. Lâu lâu chỉ có một căn thôi quý anh chị. Lâu lâu có một căn thôi ha. Đây, như quý anh chị cùng coi, nhà cực kỳ mới luôn quý anh chị. Gia chủ đã sơn sửa lại và làm cho những anh chị, quý bà con, cô bác nào nhà mình chỉ mua về và sử dụng thôi ha. Đem vali vào ở nha quý anh chị. Đây, con đường trước nhà của mình đây khá là rộng rãi và thoáng. Đường thông nha quý anh chị, đường 3,5 m thông, cách trục chính đường hài giáp vào đúng 100 m nha quý anh chị. Vào đúng 100 m thôi. Cực kỳ thông thoáng luôn, nhà cực kỳ mới. Phù hợp cho những đôi vợ chồng trẻ cũng như những bà con cô bác nào có con em mình học ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì tận dụng mua căn nhà này cho con em mình ở, đỡ phải tốn tiền thuê trọ ha, với cái mức giá cực kỳ rẻ. Tương lai sẽ còn lên giá nữa quý anh chị, vì những cái căn nhà mà hai căn trong một sổ thì rất là hiếm có trong thời điểm hiện tại rồi quý anh chị. Đây, bao quát cái căn nhà cực kỳ đẹp đó quý anh chị. Nếu như quý anh chị, quý bà con, cô bác mình thiện chí muốn mua thì hãy liên hệ với em qua số hotline, em sẽ đưa quý anh chị đi coi nhà nha. Chỉ 1,4 tỷ thôi quý anh chị. Pháp lý sổ hồng chung hai căn một sổ. Đây, cực kỳ đẹp luôn ha. Một trệt và một lầu, công năng sử dụng gồm hai phòng ngủ cũng như nhà vệ sinh, phòng khách, bếp đầy đủ quý anh chị.